Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các account trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop arc tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS so tiện lợi và đặt mua arc BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Ok anh em, hôm nay chúng ta sẽ được trải nghiệm quả team color Tottenham với giá trị đội hình rơi vào khoảng tầm hơn 900 tỷ. Chúng ta cũng sẽ test luôn cặp bài trùng của Tottenham, đó chính là Son Heung-min và Harry Kane mùa thẻ 22 TS. Một đôi mà anh em cũng đang mong chờ mình test khá là nhiều. Thực sự mà nói là nếu mà khi mà book full team như này thì chỉ số của hai ông này đỏ chót hết cả rồi các ông ạ. Có lẽ là chúng ta sẽ cần phải đi sâu hơn một tí bằng cách là so sánh với những mùa thẻ trước của hai cầu thủ này nhé. Với cầu thủ người Hàn Quốc này thì trước đây chúng ta có hai phiên bản tốt nhất, đó là 21Ti và 22Ti. Với hai phiên bản này thì con 22Ti thì nó có AI chạy chỗ khôn hơn một tí, còn 21Ti thì lại có thể chất tốt hơn một chút. Còn với phiên bản 22TS này thì sao? Đây là cái phiên bản mà Son Heung-min lên 26 lương, tức là nâng 2 lương so với hai phiên bản kia. Và cái chỉ số thì được nâng lên một cách rất là rõ rệt. Đặc biệt là về phần chỉ số dứt điểm thì anh em cũng có thể thấy được là nâng lên tận 7 điểm lận. Vô lê lên tận 7 điểm. Các cái chỉ số liên quan đến tạt bóng lên 6 điểm, sút xoáy lên 5 điểm. Son sẽ không thay đổi về phần bộ chỉ số ẩn cũng như là số sao kỹ thuật cá nhân. Nếu mà so với phiên bản 21Ti thì sao? Cũng khá là xem về những cái điểm liên quan đến dứt điểm, vô lê. Nó cũng hơn khá là rõ so phiên bản 21Ti cũng như phiên bản 22Ti vừa mới soi xong. Cũng như trường hợp của Son Heung-min thì hai phiên bản tiệm cận gần đây nhất chúng ta có là 22Ti và 21TS là những phiên bản cũng khá là giá trị của Son Heung-min rồi. Và cá nhân mình thấy là phiên bản 22Ti đang là phiên bản tốt nhất trước khi mà thẻ 22TS này ra mắt. Với mùa thẻ 22TS này thì Harry Kane tăng lên một lương, là lên 26 lương. Và xét về bộ chỉ số thành phần thì gần như là nó được tăng một cách rất là đồng đều. Có một số những cái điểm nó tăng khá là nhiều, là tạt bóng lên 7 điểm, dê bóng lên 6 điểm. Chúng ta vẫn sẽ có AI siêu sao. Còn về bộ chỉ số ẩn mùa này thì cũng có những cái sự thay đổi nhất định. Chúng ta vẫn sẽ có chỉ số ẩn sút xoáy, chuyền dài, kiến tạo. Chúng ta sẽ mất đi chỉ số ẩn sút xa. Thay vào đấy là chúng ta sẽ có chỉ số ẩn là đánh đầu mạnh, sút và tạt máng ngoài và bấm bóng. Mình đánh giá khá là cao cái chỉ số ẩn đánh đầu mạnh trong cái meta hiện tại với lại trường hợp của Harry Kane. Úi xổi ôi, Perisic. Trông có bình tĩnh. Chúng ta còn test 3-4 tiếng cơ mà. Bắt đầu có triệu chứng là hơi hỏi chấm rồi. Ui Son kìa. Ở đâu Kane chứ? Nơi quy tụ nha anh em, đã bàn phím. Úi rồi, Son kìa, phí thế. Mẹ nó sút kìa. Úi rồi. Úi giời ơi. Mẹ nó Son lên quả tóc kìa, sợ thực sự luôn ấy. Đó là những cái mà nó không thể hiện ra được nhiều. Nhưng mà những cái điểm ví dụ tốc độ với lại thể chất là nó khá là rõ luôn.
Đấy, Son đấy anh em ạ. Và trước đấy là một pha xử lý rất tốt của David Ginola. Đây rồi, Son Heung-min. Team Đức hay là team Bayern thì cứ ba lách với lại ấy thôi. Ba lách có cái ca được rồi. Harry Kane đấy. Hay quá Son ơi. Tốc độ gà trần quá ngon luôn. Hay. Vãi cả nồi. Hay quá. Harry Kane lên rất nhiều về phần khả năng kiểm soát dây dắt anh em nhé. Son. Đây rồi. Son hợp mấy quả này hơn. Tin. Hay quá. Hay quá Ken. Hay quá Ginola. Harry Kane. Không ăn, ảo thật. Đây rồi. Hay quá Ginola. Sau khi trải nghiệm xong con hàng Son Heung-min này thì mình sẽ nốt lại cho anh em một vài điểm như sau. Thứ nhất là về mặt AI di chuyển của Son Heung-min mùa này, danh tiếng nó vẫn là siêu sao giống như phiên bản 22T thôi, nhưng mà mình cảm thấy được cái khả năng chạy chỗ, di chuyển không bóng của cầu thủ người Hàn Quốc này nó có được nhỉnh lên, nó có tăng lên anh em nhé. Cái khả năng di chuyển không bóng của nó đang cảm thấy là nó tốt hơn một chút nữa so với phiên bản 22T, trong khi phiên bản 22T trước đấy là cái khả năng chạy chỗ đang là tốt nhất rồi. Đây là cái điểm mà mình khá là hài lòng với lại cầu thủ người Hàn Quốc này. Mặc dù là cái meta ZW nó qua rồi nhưng mà thực sự Son là một con đá phản công theo kiểu diện chọc khe cực kỳ mạnh. Tính đến thời điểm hiện tại thì nếu anh em xây dựng những sơ đồ phản công thì vẫn khá là hợp cho Son Heung-min. Còn về mặt dứt điểm của cầu thủ người Hàn Quốc này, mình thấy là nó đang trên hẳn một bậc so với lại phiên bản 22T và phiên bản 21T. Cái độ sút láo của Son đã nâng lên rồi. Nó đã được nâng lên nữa rồi anh em ạ. Thực sự là những cái tình huống sút khó với Son Heung-min mình thấy là rất là chất lượng luôn. Phải nói là như thế. Duy chỉ có một điều mà mình không hài lòng với Son, đó chính là cái mặt chỉ số sút xa nó không được như chỉ số. Đa số là những cái tình huống sút xa của Son, kể cả mình vào những góc rộng thì mình thấy là Son đóng vẫn hay vào cái vị trí thủ môn đang đứng và hoàn toàn là thủ môn có thể đỡ được. Lực thì có thể đủ nhưng mà độ hiểm thì nó không được đảm bảo. Khả năng bắt một chạm của Son cũng được cải thiện lên. Khả năng tạt bóng, đây là cái điểm rất là mạnh của Son mà mình chưa có dịp mình khai thác nhiều, nhưng mà chỉ cần nhìn vào chỉ số là anh em rõ được rồi.
tỷ số dạt bóng lên tận 110. Đây là cái điểm mà Son Heung-min qua các mùa nó đang kém hơn, nên là nếu cầu thủ Hàn Quốc này có đá dạt biên thì cái khả năng tạo điều kiện cho đồng đội bằng những tình huống tạt bóng nó cũng khá là ok. Các cái chỉ số liên quan và ảnh hưởng đến phần kiểm soát bóng, dây dắt bóng thì mùa này Son cũng được nâng lên rất là nhiều, thực hiện những cái tình huống đột phá dây dắt với Son mình thấy hài lòng hơn. Thể chất mùa này cũng hơn mùa 22 TI. Còn nếu mà để đem mùa này so với thể chất mùa 21 TI thì mình thấy là nó chỉ ở ngưỡng ngang ngang nhau thôi anh em ạ. Chứ nó cũng không có nhỉnh hơn. Để có thể tì đè được với Son 22TS thì vẫn nằm ở mức tốt, ok. Còn một cái điểm cố hữu của Son thì đó chính là khoảng đánh đầu. Đánh đầu của Son thì mình thấy là cầu thủ này khá là bị động trong những tình huống treo bóng của đồng đội, và cũng không có những tình huống đánh đầu thành bàn với lại Son Heung-min. Đây là cái điểm hơi đáng tiếc của cầu thủ Hàn Quốc này. Nếu mà lên thêm khoảng đánh đầu nữa thì thực sự Son quá là bá luôn. Chắc chắn là với tầm 2 lương anh em bỏ thêm thì Son Heung-min là con hàng rất là giá trị. Mình nghĩ là những anh em đá team quốc dân hoặc là đặc biệt là những cái team như kiểu Tottenham hay Leverkusen chắc chắn là nên đầu tư phiên bản này của cầu thủ Hàn Quốc. Con hàng rất là bá. Về trường hợp của Harry Kane phiên bản 22TS này thì mình cũng có những cái cảm nhận được nâng cấp rõ lên với tiền đạo người Anh. Về căn bản thì những cái chỉ số nó nâng lên thì mình thấy là các cái điểm về tốc độ hay là dứt điểm thì nó không có quá đáng kể. Kane vẫn là một trong những con hàng đá ở vị trí cam sẽ ép rất là hay. Cầu thủ người Anh có cho mình cái khả năng dứt điểm rất là bá. Gần như là trong vòng cấm thì Kane đóng quá là tín luôn. Xét về mặt sút xa mình nghĩ là nó đang tốt hơn so với trường hợp của Son Heung-min, nó phản ánh khá đúng so với chỉ số. Nhìn chung là ở mức khá là ổn. Còn cái điểm mạnh mà giúp cho Son có thể thi đấu tốt ở vị trí cam và CF thì đó chính là về mặt chuyền bóng. Đây là một trong những cầu thủ mà đá lùi kiến tạo cho đồng đội rất là nhiều. Và mình thấy phiên bản này Kane còn được bổ trợ thêm cả kỹ năng tạt bóng nữa. Càng ngày nó càng hoàn thiện dần về cái bộ kỹ năng chuyền trọt luôn. Còn để mà nói là cái phiên bản này hơn điểm gì ở phiên bản 22TI thì cái mà mình cảm nhận được rõ ràng nhất đó chính là khả năng kiểm soát dây dắt bóng của Kane mùa này đã được cải thiện lên rất là nhiều. Anh em có thể khai thác cái điểm này với Kane. Những cái phiên bản trước đây ấy, thì Kane xoay sở không được tốt, dây dắt cập bóng thì nó hay bị tù, và thường là đối phương sẽ khai thác cái điểm này của Harry Kane. Còn nếu mà anh em mà muốn sử dụng một phiên bản có khả năng kiểm soát bóng tốt hơn thì chắc chắn là 22TS là sẽ là đáng đầu tư rồi. Còn các cái điểm liên quan đến phần chọn vị trí vòng cấm đánh đầu thì mình thấy là Kane cũng khá là ổn, đặc biệt là mùa này chúng ta có thêm chỉ số ẩn là đánh đầu mạnh. Anh em cũng có thể là khai thác Kane với những tình huống tập cánh đánh đầu khá là ổn áp. Nhìn chung là với việc là thêm một lương với Harry Kane là từ 25 đến 26 thì mình nghĩ là nó sẽ khá là phù hợp cho những anh em build team color Tottenham hay là tuyển Anh thì rất là hợp lý. Còn với những team quốc dân thì cũng không cần thiết phải nâng lên phiên bản này với một lương, mình thấy nó cũng không phải quá giá trị. Đấy, thì tùy anh em thôi, tùy anh em là có muốn sử dụng Kane ở phiên bản hay không với việc nâng lên một lương. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật cũng như update những thông tin mới nhất về FO4 thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều.